chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng bước sang năm mới, năm Kỷ Hợi. Và để chào đón một năm mới thật nhiều điều bất ngờ thì xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo chân Tú Anh để cùng đồng hành trên chuyến xe hành trình của người Tân Minh Nhân. Và thưa quý vị, trong chuyến xe lần này thì Tú Anh sẽ đưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ đi đến khắp mọi nẻo đường, nơi mà những thành viên của Tân Minh Nhân đang làm việc trong những ngày cận kề Tết này, để cùng chia sẻ với các anh chị những nỗi niềm, những sự khó khăn, thách thức trong năm vừa qua, để chúng ta có thể trút bỏ hết mọi phiền muộn để cùng chào đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Nào, hãy cùng theo chân Tú Anh quý vị nhé. Trong năm vừa qua thì về cái dự án thì tiến độ rất là căng, nhưng anh em đã cố gắng vượt qua để hoàn thành. Thì trong năm mới này thì anh em ban chỉ huy công trường sẽ cố gắng hơn nữa để cho cái tiến độ nó đạt được tốt hơn, để không phải là thức hôm thức khuya nữa. Thì năm vừa đầu cũng được yêu cầu, nhưng mà năm tới và năm tới nữa thì mình mong muốn rằng mình làm còn hơn nữa để đạt thành quả tốt hơn. Năm vừa qua làm em cũng khó khăn lắm rồi. Như đi lồn ở đây, lồn bữa, nghỉ mấy bữa ở đây, đây cũng khó khăn. Những người vợ, ơi con vợ chứ. Trong năm 2018 chưa có thời gian sắp xếp cho lo cho trong gia đình. Qua năm 2019, qua năm mới này cũng muốn có một đứa con cho gia đình. Thời gian mà dành cho gia đình thì nói chung là cũng tương đối hẹp, thì anh cũng cố gắng thu xếp cũng như là ban chỉ huy cố gắng là chia sẻ cho anh em, để cho anh em được nhiều thời gian để cùng với gia đình nhỏ của mình cho nó trọn vẹn hơn tí nữa. Cũng có một phần khó khăn nhất định, ví dụ bây giờ thị trường mà là nó đang là về cạnh tranh, nhiều công ty, nhiều đối tác. Trong năm vừa qua là mình gia đình có thêm một thành viên mới, nên bên cạnh những niềm vui thì cũng có những khó khăn vất vả khi mà chăm sóc thiên thần nhỏ. Và trong năm mới, năm 2019 này, khi mà mình làm mẹ rồi mình mới thấu hiểu được nỗi lòng của những bậc cha mẹ. Nên năm mới mình mong muốn là mình ba mẹ của mình có thêm được nhiều sức khỏe và mình có thêm được nhiều thời gian để dành cho gia đình. Những khó khăn và thách thức của công ty trong một năm qua đó là công ty phát triển quá nhanh, làm chúng ta phải thay đổi để phát triển. Một câu nói của mình thường hay sử dụng đó là không có chiến thắng nào vinh quang hơn bằng chiến thắng chính bản thân mình. Bởi vậy thì chúng ta phải thay đổi những bản thân mình theo cái xu hướng phát triển của công ty, làm cho công ty phát triển mạnh hơn trong những năm tới. Năm 2018 là năm đầu tiên tôi có chuyến công tác xa nhà xuyên suốt cả một năm. Là một người trẻ có vợ và con nhỏ như tôi, đó thực sự là một lực rất lớn. Tôi hy vọng trong năm mới, những thấu hiểu và tiếng cười của vợ sẽ là động lực giúp cho tôi vượt qua. Về công việc, những kế hoạch và cam kết của chủ đầu tư, cho có hồ sơ tu trình, rút việc trượt, những báo giá trong giai đoạn cuối năm liên tục bị trả về và đàm phán lại. Đó thực sự là một áp lực và điều tôi không muốn trong năm mới. Và một điều nữa, trong năm 2019, mong muốn của tôi đó là một chuyến bay thẳng từ Phú Quốc đến Đà Nẵng. Thực sự điều đó sẽ giúp chúng tôi rút ngắn khá đáng kể khoảng thời gian trong chuyến công tác xa nhà. Năm 2018 là một bước ngoặt lớn đối với em khi mà lần đầu tiên em đi xa nhà. Vì thế, những lần ra đường có gặp một nhóm gia đình thì em lại càng nhớ nhà hơn. Trong năm 2019, em hy vọng sẽ vượt qua được những cảm xúc của bản thân. Ta cũng là một cái vụ mối mới đối với tôi, nên còn gặp khá nhiều khó khăn bởi ngỡ trong công tác quản lý, hỗ trợ anh em, điều phối và xử lý công việc còn thấp, chưa đạt được hiệu quả cao nhất. Trong năm 2019, thì mong muốn của tôi là sẽ phải cố gắng và phát huy nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân, và bên cạnh đó trao dồi những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc đã từng trải qua, và truyền cảm hứng cho anh em bên dưới để đứng vững và có lòng tin cùng nhau vượt qua khó khăn, áp lực trong công việc, và cuối cùng là phải bàn giao công trình đúng tiến độ và chất lượng cam kết với chủ đầu tư. Với vai trò quản lý, thật sự mình gặp một số khó khăn và áp lực từ anh em đội thi công và chủ đầu tư. Về cuối dự án, các công tác về đặt hàng đá, nhất là các lò đá phải nhập khẩu từ nước ngoài, thường không có được sự chủ động về tiến độ. Tôi hy vọng sự phát triển của công ty về việc thành lập một công ty chuyên cung cấp các lò đá sẽ giải quyết được các trở ngại trên. Bước qua năm mới 2019, tôi quyết tâm sẽ hoàn thành bàn giao dự án CPU đạt tiến độ và chất lượng. Nó gặp phải cái công trường gói thầu
nó áp lực nặng về tiến độ cũng như chất lượng. Trong khi đó, đối với chủ đầu tư thì họ cái sự chuyên nghiệp cũng như cái kinh nghiệm của họ chưa cao, nên là nó sẽ cái sự phối hợp hỗ trợ cùng với nhà thầu ban dự thi nó gặp được nhiều khó khăn, nên nó dẫn tới cái công việc của bản thân tôi cũng như anh em ban dự thi nhà thầu nó ở cái thế bị động và nó không được như mong muốn của mình đề ra. Mong là năm 2019 sắp đến là cũng dành nhiều thời gian để cho gia đình hơn. Thứ hai là vấn đề về những thời gian dành cho những mối quan hệ bạn bè, xã hội cần được cải thiện hơn một chút nữa. Con thì cảm thấy là mình chưa thu xếp quãng thời gian để học hỏi thêm, nâng cao nghề nghiệp. Thì chỉ là mong muốn là bản thân mình biết cách thu xếp hơn, hoặc là công ty có thể tạo những điều kiện để học hành cho nhân viên học hành, để trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, phát triển nghề nghiệp. Tôi muốn bắp lên, tôi muốn giảm cân, tôi muốn có nhiều tiền và đi du lịch nhiều nơi.